Các hạt ô nhiễm không khí như khói hoặc bụi mịn PM2.5 có kích thước nhỏ hơn 25 lần so với đường kính của một sợi tóc. Khi hít vào, các hạt này sẽ xâm nhập vào cơ thể qua mũi và miệng, đi qua đường hô hấp và đến các phế nang, vào các túi khí nhỏ ở phần sâu nhất của phổi. Hạt nhỏ nhất đi vào phổi rồi xuyên qua các mao mạch của phế nang và đi vào máu, nơi chúng được vận chuyển đến các cơ quan khác của cơ thể và làm ảnh hưởng đến các chức năng của cơ quan đó. Các cơ quan quan trọng bị ảnh hưởng bao gồm phổi, hệ thống miễn dịch, tim và cả tế bào não đang phát triển. Tốc độ phát triển não của trẻ nhỏ nhiều nhất vào khoảng thời gian sơ sinh, nhưng sự phát triển kéo dài liên tục trong suốt thời thơ ấu và tuổi thanh xuân. Sự phát triển đó đóng một vai trò quan trọng trong trí nhớ của trẻ, sự tập trung, kiểm soát cảm xúc và tương tác xã hội. Khi não bộ của trẻ nhỏ vẫn đang phát triển, ô nhiễm bụi mịn xâm nhập sẽ làm hỏng tế bào não. Ngoài việc gây hại cho não đang phát triển, sự tiếp xúc của thai nhi với ô nhiễm không khí có thể tăng lên nguy cơ mắc các bệnh khác trong suốt cuộc đời, bao gồm suy giảm phát triển nhận thức, khả năng học hỏi và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như gây ra các bệnh thoái hóa thần kinh hoặc tạo ra các bệnh nền cho suốt cả cuộc sống sau này. Hãy bảo vệ con bạn khỏi ô nhiễm không khí. Với máy lọc không khí Atmosphere Mini giúp bảo vệ không khí trong nhà của bạn trở nên trong lành hơn. Và đây chính là thương hiệu máy lọc không khí bán chạy số 1 thế giới. Máy lọc không khí Atmosphere Mini với hơn 25 năm kinh nghiệm sản xuất và ra mắt với nhiều thiết kế nhỏ gọn cùng với bộ lọc 3-trong-1. Bộ lọc phía ngoài đó chính là bộ lọc sơ cấp dùng để lọc những loại bụi mịn, bụi thô, bộ ở giữa đó là bộ lọc carbon dùng để khử mùi. Và phía bên trong đó là bộ lọc HEPA với kích thước màng lọc siêu nhỏ, loại bỏ 99,9% các hạt bụi 0,004 micromet từ không khí đi qua máy. Tuổi thọ màng lọc có thể kéo dài từ 6 đến 10 tháng. Máy lọc không khí Atmosphere Mini có thể làm được những gì? Đó là tích hợp công nghệ AFIT có thể giám sát bộ lọc từ xa thông qua ứng dụng Atmosphere Connect. Bạn có thể điều khiển ở khắp mọi nơi chỉ cần có kết nối Wi-Fi được tổ chức hàng đầu thế giới chứng nhận như tổ chức AHAM, Hiệp hội Hàng tiêu dùng của Mỹ và các giấy chứng nhận của Hiệp hội Dưỡng của Anh, nhận được chất lượng không khí trong phòng của bạn càng ngày càng tốt hơn. Hãy cùng bảo vệ sức khỏe của mình với thương hiệu Atmosphere Mini bạn nhé!